4. Tư thế ngủ dưỡng sinh tránh loạn khí. Vì sao người xưa nằm gối sứ? Ngủ là việc trọng đại trong đời người. Vì sao lại nói như vậy? Một người bình thường, mỗi ngày sẽ ngủ trung bình 8 tiếng, tương đương 1/3 cuộc đời. Chất lượng giấc ngủ tốt, khi thức dậy sẽ cảm thấy sảng khoái. Ngủ không ngon thì tinh thần kém, thân xác suy nhược, trí nhớ và phản ứng kém, giảm khả năng miễn dịch, dễ mắc các loại bệnh tật. Người xưa tu đạo, dưỡng sinh cũng rất quan trọng giấc ngủ. Vào cuối thời Ngũ Đại, đầu thời Tống, có một người tu đạo tên là Trần Đoàn. Ông được người đời coi là thần tiên, tôn xưng là Lão Tổ Trần Đoàn, Tổ sư Hy Di. Ông chủ trương dùng giấc ngủ để dưỡng thể nghỉ ngơi, mỗi lần thường ngủ vài ngày, nên gọi là tiên ngủ. Phương pháp ngủ để dưỡng sinh của ông đến nay rất được hậu thế ngưỡng mộ. Dưới đây là một số phương pháp ngủ dưỡng sinh của Trần Đoàn và những bậc cổ nhân khác, được chia thành tâm pháp và thân pháp. Thân pháp chính là tư thế trong khi ngủ, còn tâm pháp chính là cách an định tâm trí. Đây đều là những phương pháp có từ thời thượng cổ. Về tâm pháp, buổi tối trước khi đi ngủ, không nên nghe hoặc đọc quá nhiều các bài báo điện ảnh, không xem truyền hình khiến tinh thần phấn chấn, rối loạn tâm trí. Không được nói chuyện, giữ tinh thần thư thái, không nghĩ đến chuyện phiền não. Hô hấp thả lỏng, cơ thể yên tĩnh, không vận động mạnh trước khi đi ngủ. Hãy để tâm trí và hơi thở lắng động, giống như đốm lửa trong lò, vô tận âm ỉ, lúc leo lắc, lúc bùng cháy. Tư thế ngủ cũng phải tuân thủ theo 4 tư thế sau. Thứ nhất, tư thế Hy Di. Nằm nghiêng bên trái với cánh tay trái gặp lại, lòng bàn tay trái kề dưới khuôn mặt trái. Mở rộng hổ khẩu, tức khoảng giữa của ngón cái và ngón trỏ, kẹp vào tay trái, các ngón tay duỗi thẳng. Điều này có tác dụng thông gió cho tai. Ngoài ra cần giữ cho đầu và cuộc sống thẳng, lưỡi đặt trên vòm miệng. Gặp chân trái chạm đến phần mông, sao cho nằm trên giường một cách thoải mái. Chân phải duỗi thẳng, đặt trên chân trái, lòng bàn tay phải thì đặt trên trốn. Thứ hai, tư thế các tường ngọa của Phật gia. Nằm nghiêng bên phải, hơi co người, đặt tay phải dưới má phải, tay trái đặt trên chân trái. Đặt hai chân song song cạnh nhau, hơi co chân lên, toàn thân tạo thành hình cung. Thứ ba, tư thế bình ngọa. Nằm ngửa, duỗi thẳng chân tay, đầu và cổ phải nằm thoải mái. Đặt hai tay theo chiều dọc hai chân hoặc bắt chéo tay ở phần bụng dưới để thư giãn tự nhiên. Thứ tư, tư thế hoàng dương. Nằm ngửa, hai tay nắm chặt lại như thế tay của trẻ sơ sinh, tức ngón cái gặp lại và được giữ bằng 4 ngón tay còn lại. Hai tay, hai chân duỗi thẳng, buông ra theo hình chữ bát. Mắt nhắm lại, đặt lưỡi trên vòm miệng, không suy tư, thư giãn tâm trí. Công dụng của tư thế Hy Di và các tường ngọa mà cổ nhân nhắc đến là giúp thư giãn các khớp lưng, chân, cơ bắp. Còn bình ngọa và hoàng dương đều là nằm ngửa. Khi đó cơ thể của bạn sẽ thẳng, khiến các cơ có phần căng hơn khi ngủ nghiêng. Tuy nhiên, cả 4 tư thế truyền thống này đều có thể giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc. Rất nhiều người coi thường tư thế ngủ, thường nằm tùy tiện. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Một số người thích đưa hai tay quá đầu khi ngủ, nhưng cách ngủ này sẽ đẩy khí của cơ thể lên trên, gây nghịch khí, cơ thể dễ sinh ra rối loạn. Ngoài ra, trong dưỡng sinh khi ngủ, cái gối đầu cũng không thể tùy tiện. Người xưa thường ngủ trên gối sứ hoặc gối dược liệu. Họ hiếm khi ngủ trên gối bông mềm mại, khiến người hiện đại cảm thấy khó hiểu. Thực ra cách dùng này có đạo lý của nó. Những người ngủ không ngon thường là hỏa khí quá lớn, gây nóng trong người. Sử dụng gối bông có thể khiến đầu quá nóng, dẫn đến đầu óc khó chịu. Nhưng gối bằng ngọc, sứ hoặc dược liệu giúp cho đầu mát, an định, bình tĩnh, thư giãn, dễ đi sâu vào giấc ngủ. Những đại y học gia như Tôn Tư Mạc và Hoa Đà cũng từng nói về lý thuyết y học ngửi hương thơm để chữa bệnh. Phương pháp này là lợi dụng áp lực và nhiệt độ của đầu khi đè trên gối thuốc, làm phân tán các thành phần dược liệu đi vào hệ tuần hoàn máu thông qua hơi thở. Từ đó giúp đả thông kinh mạch, khí huyết thông suốt, khỏe mạnh và phòng chống bệnh tật. Trong các loại gối dược liệu, gối hoa cúc là được người xưa ưa chuộng nhất. Hoa cúc khô có mùi thơm nhẹ, dễ chịu. Dược tính của nó còn có tác dụng đả thông kinh mạch, điều hòa khí huyết, giúp sáng mắt, thư giãn đầu óc, an thần, mang lại một giấc ngủ ngon.
Do đó, nếu cơ thể cảm thấy khó chịu, ví dụ có biểu hiện phát nhiệt, chóng mặt, nhức đầu, mắt đỏ hay cáu gắt, mất ngủ, những người bị cao huyết áp có thể dùng gối hoa cúc để cải thiện các triệu chứng và dưỡng bệnh. Tóm lại, để ngủ ngon, hãy giữ cho đầu luôn mát, đồng thời chân cũng luôn phải giữ ấm. Mùa đông đeo tất đi ngủ, giữ ấm hai chân, khí sẽ đi xuống dưới, giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn.